Chào quý vị và các bạn, hôm nay shop Hà Minh xin giới thiệu quý vị và các bạn một đôi loa 601 trơn, gọi là 601 ở đầu, với một con âm ly Marantz PMA90. Một bộ cấu hình này xin quý vị và các bạn chơi rất hay nhé. Anh em nào có nhu cầu xin liên hệ. Đôi loa còn mới gì mới về, hàng eBay về tuyển chọn đẹp kỹ lưỡng. Cấu hình của nó là 2 bát 20, 2 chung 2 tép. Xin mời quý vị và các bạn ngắm qua. Viền loa đổi hình vân gỗ cực đẹp luôn. Đây là đôi chiếc bên phải và đây là đôi chiếc bên trái. Quý vị nhìn góc cạnh không bể lở, e căng còn zin nguyên bản. Con âm ly PMA90 đẹp xuất sắc như nhiều, toàn hàng tuyển chọn. Sau đây mình sẽ test cho quý vị các bạn nghe một bài hát trên cấu hình của đôi loa này. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức nhé. Trời đang mưa, anh ơi có phải trời đã sáng đâu? Mùa đông giá băng em đang chờ, mùa đông ái ân em đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hãy mất tình lại buồn hay sao khi ta đã nguyện một đời yêu nhau, dù cho nét gió môi phai màu, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng lại thật gần bên em, cho em nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thành đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta thank you.
Vâng, anh em nào có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại 0845 992 992 992 992 để có được bộ cấu hình này. Xin anh em liên hệ qua số điện thoại nhé, mình sẽ báo giá cho anh em đầy đủ bộ hàng e bay về cực đẹp luôn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn, hẹn quý vị và các bạn clip.